Tại sao lại chọn Quy Nhơn là một nơi đầu tư, thưa anh chị? Đầu tiên chúng ta nhìn nhận rằng câu chuyện là Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Tôi xin phép chia sẻ với anh chị rằng tôi làm Đà Nẵng từ 2014. Từ thời điểm mà Hội An còn chưa được gọi là một thị trường bất động sản. Tại sao nó chưa được gọi là thị trường? Bởi vì thời điểm đó Hội An chưa có giao dịch. Chưa giao dịch thì chưa thể gọi là thị trường. Và tôi may mắn được làm Hội An từ ngày đầu tiên phát triển dự án Trảng Kèo, từ ngày đầu tiên. Đó, sau đó thì về phát triển Đà Nẵng hay là quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với dự án Dragon thì chia sẻ với chị rằng là Đà Nẵng là một nơi đầu tư rất tốt, rất ok. Nha Trang cũng vậy, Phú Quốc cũng vậy. Nhưng thời điểm hiện tại bây giờ thì ở những khu vực đó giá trị bất động sản đầu tư đang khá cao. Khá cao. Thưa anh chị, cụ thể hơn được không ạ? Rồi ạ. Đây ạ, đây là hai bức tranh khá là tổng quan để anh chị em nhìn nhận một cách gì đó là cảm quan, có độ cá nhân của chúng ta đấy ạ. Chúng ta là một nhà đầu tư, liệu chúng ta có đầu tư không? Thì chia sẻ với chị rằng đây là bức ảnh về Đà Nẵng và đây là bức ảnh về Quy Nhơn. Tôi không nói là Đà Nẵng không phải là một nơi đầu tư tốt nữa, nhưng Đà Nẵng đang chuyển giao sang một dạng đầu tư khác, là Đà Nẵng đang hiện tại đang là bình ổn và tăng trưởng. Đây là Đà Nẵng, bởi vì tôi biết hình như là bên Mai Việt cũng đang bán Đà Nẵng đúng không ạ? Đất nền, như là vợ anh Vĩnh cũng đang làm một dự án trong Đà Nẵng đúng không? Rồi ạ, Đà Nẵng không phải là không đầu tư tốt thưa anh chị, Đà Nẵng đang ở thời điểm là bình ổn và tăng trưởng. Còn với Quy Nhơn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với Quy Nhơn là đầu tư và lợi nhuận thưa anh chị. Đây là bức tranh tổng quan anh chị có thể nhìn thấy luôn. Hoặc là anh chị có thể lên Google anh chị search. Hoàn toàn là thấy được một câu chuyện là ở Đà Nẵng thì mật độ khách sạn tại mặt biển Đà Nẵng đang khá dày. Và mức đầu tư ở đó đang khá cao. Đương nhiên đầu tư ở đó khá là an toàn. Nhưng đầu tư ở một bất kỳ một khu vực nào an toàn thì đương nhiên cơ hội tăng trưởng sẽ thấp hơn. Còn ở Quy Nhơn anh chị có thể nhìn thấy rằng là gần như là chưa có quá nhiều khách sạn ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn mới có 2 khách sạn 5 sao đấy, 3 khách sạn 3 sao đấy và 3 khách sạn 4 sao đấy, rất ít đấy. Và nát nữa, nếu anh chị sau buổi đào tạo anh chị có thể check được việc là check phòng ở Quy Nhơn đấy. Nếu anh chị check cuối tuần thì gần như là rất khó được có phòng. Và vừa rồi tôi cũng có vào trong một cái buổi site tour với cả bên phía chủ đầu tư cộng với cả anh em bên phía sàn đấy, có vào trong Quy Nhơn đấy. Thì tôi cũng có ở trải nghiệm thử một cái phòng tổng thống ở bên phía khách sạn ở Quy Nhơn, Hà Nội, Sài Gòn đấy. Như chia sẻ với chị rằng là anh chị có thể check view ở đó. View thì đẹp nhưng mà chất lượng phòng ở đó thì chia sẻ với chị là khá thấp. Nghĩa là cửa phòng chúng ta mở ra được rồi, nát nữa có thể nó tự đóng vào. Nghĩa là mà gọi là chất lượng dịch vụ ở đó thì chia sẻ với chị rằng chưa thực sự là quá ổn. Mà giá thuê những căn hộ ở đấy khoảng tầm 3 sao thưa anh chị, bây giờ đã gọi là nhấp nhóm cái khoảng giá khoảng tầm từ 1 triệu 8 đến 2 triệu một đêm thưa anh chị. 2 triệu một đêm rồi ạ. Nếu chúng ta bỏ số tiền đó vào Đà Nẵng hay Nha Trang đi chơi thì sao? Là một chuyện hoàn toàn khác. Thế nên ở Quy Nhơn đang là một khu vực chia sẻ với anh chị rằng cái lượng cung ấy, chúng ta đầu tư anh ta đi bán hàng chúng ta chỉ quan tâm mỗi cung và cầu đấy. Chỗ nào mà lượng cầu thì rất nhiều mà cung ít, anh em mình vào chơi kiểu gì cũng thắng. Mà chỗ nào mà cầu á thì ít mà cung lại nhiều á, anh em mình vào chơi thì đương nhiên chúng ta phải giỏi, phải thực sự giỏi chúng ta mới làm được. Thế chia sẻ với chị rằng là Quy Nhơn đang là một thị trường mà được coi là khá tiềm năng và đây là một cơ hội để đầu tư. Một thị trường để đầu tư khác với một thị trường bình ổn và tăng trưởng thưa anh chị. Đây bức tranh tổng quan về Đà Nẵng và Quy Nhơn. Nếu một ví dụ minh chứng để anh chị em thể cảm quan và nhìn nhận thấy được. Rồi ạ. Tiếp tục ạ. Về lượng khách ở Quy Nhơn thì vừa chia sẻ qua anh chị rằng là ở Quy Nhơn hiện tại đang khiêm tốn hơn so với Đà Nẵng và Nha Trang rồi ạ. Còn lại với các tỉnh khác thì Quy Nhơn cũng không ngán bất kỳ tỉnh nào về khách du lịch đâu ạ. Rồi ạ. Đương nhiên là Quy Nhơn hiện tại cũng đã mở đường bay quốc tế rồi và Quy Nhơn vừa rồi đã đón đâu đó khoảng tầm 300 khách quốc tế đến với Quy Nhơn. Vâng, và Quy Nhơn thiếu gì ạ? Chia sẻ thì rằng Quy Nhơn thiếu rất nhiều thứ, đặc biệt là Quy Nhơn đang thiếu một dự án để đầu tư. Đấy là lý do tại sao chúng tôi chọn The Selling Quy Nhơn để làm. Và The Selling có cái gì để có thể đầu tư và có thể thắng được thì chúng ta đều đến với dự án The Selling. Và mong muốn đoạn này là đoạn anh chị cố gắng tập trung một chút xíu, bởi vì khi chúng tôi vào The Selling Quy Nhơn ấy, chúng thay đổi toàn bộ tất cả bộ mặt của The Selling, gần như thay đổi hết. Đương nhiên chúng tôi không thay đổi những cái mà gần như là vì có chủ đầu tư ở đây. Không phải chúng ta thay đổi về kết cấu hay mọi thứ của tòa nhà mà tôi đẩy vào rất nhiều tiện ích của tòa nhà. Đấy, chị em nhìn cảm quan thì nhận thấy rằng là nếu anh chị em đầu tư thì có đầu tư được không? Lát nữa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em cái cách để đầu tư bất động sản tại Quy Nhơn, tại The Selling. Vô cùng dễ thưa anh chị, dễ lắm luôn ạ. Đầu tư giới định cực dễ và chúng ta là người đi bán hàng. Như tôi và anh Đức có chia sẻ với nhau rằng là bất kỳ một sản phẩm bất động sản nào chúng ta phát triển nó, chúng ta nên mua. Bất kỳ sản phẩm bất động sản nào mà chúng ta bán nó, chúng ta nên sở hữu tối thiểu một căn. Và The Selling là một sản phẩm chúng ta cực kỳ dễ để sở hữu. Dễ thế nào anh chị chờ một lát ạ. Đầu tiên vào The Selling thì là vẫn là slogan như vậy: tháp đôi, kiêu hãnh, bên vịnh biển phồn hoa. Đây là slogan chúng tôi mới đặt cho The Selling. Trước đây là một slogan khác. Thưa anh chị, đây ạ, về tổng quan dự án thì anh chị có thể đọc qua tài liệu, anh chị sẽ nhìn nhận được. Và chúng tôi sẽ lướt qua nhanh phần này.
Ok ạ. Tổng quan dự án thứ hai là đi sâu hơn thì đây là một dự án căn hộ có 5 tầng khối đế duy nhất tại Quy Nhơn thưa anh chị. Duy nhất, sau này có thể có 1, 2, 3, 4 ông tôi không biết, nhưng ở thời điểm hiện tại đây là ông duy nhất có 5 tầng khối đế tại Quy Nhơn. Và cũng hiện tại là một trong số ông đang hiếm hoi đang sở hữu là pháp lý vĩnh viễn. Chúng ta đang có một sản phẩm khá là tương đồng tại Quy Nhơn mang tên là gì ạ? Quy Nhơn gì ạ? Anh chị nắm bắt được chưa? Quy Nhơn Marriott. Và tất cả những cái tiện ích cũng như tiện ích thì không có, và gần như là diện tích căn hộ cũng như giá bán căn hộ hay là vị trí căn hộ gần như là same của The Selling. Nhưng có một điểm họ hơi bị thiệt thôi chúng ta một chút xíu, đó là dự án của họ chỉ có 50 năm thôi ạ, thưa anh chị. Chỉ có 50 năm thôi ạ, và chúng ta là sổ đỏ lâu dài. Còn về phần tiện ích, lát nữa anh chị sẽ khoái tiện ích này. Bởi chúng tôi xây dựng này toàn bộ tất cả ích của chủ đầu tư. Được ạ, có 1341 sản phẩm và chúng ta có tháp A và tháp B. Tháp B thì giá đang ở cái đoạn mà chúng ta đang thấy là rất là hợp lý. Còn tháp A thì chia sẻ với chị em rằng là giá sẽ gần như là khởi điểm của tầm 70 triệu một mét. Khá là cao. Vâng ạ, vì nó là giai đoạn 2 và câu chuyện là khi đã có rất nhiều nhà đầu tư họ sở hữu tháp B rồi, thì câu chuyện tháp 2 tăng giá là chuyện hoàn toàn bình thường. Bởi vì đất ở khu mặt và đất ở dưới chân tòa nhà thưa anh chị, cái khu vực mà đang gọi là thấp cũng khoảng tầm 200 triệu một mét. 200 triệu một mét, khu nào cao khoảng tầm 30 triệu một mét tại Quy Nhơn. Cao không anh chị? Cao không ạ? Rất cao thưa anh chị. Tiếp theo ạ.